chưa? Em hơi hơi hết buồn. Ôi, anh có món quà làm em hết sách cả buồn luôn. Lại quà gì nữa vậy anh? Đây không? Anh tặng em cái mồm. Ôi, anh tâm lý thế cơ. Cái này đúng là cái em thích rồi. Các bạn ơi, các bạn có thấy cái mồm này đẹp không này? Ồ, mình thấy nó đẹp mà. Mà cái mồm này mà gái lớp mình là chuẩn sơ là vời luôn. Xem. Buồn chưa nhỉ? Em cũng gần gần hết buồn rồi. Gần gần à? Vậy anh đưa em đi ăn nhé. Ăn gì hả anh? Em ăn gì? Em kể ra. Em muốn ăn đùi gà này. Em muốn ăn kem này. Em muốn uống trà sữa này. Trà sữa? Hết rồi anh ạ. À. Ăn thế rồi. Vâng. Sao mà ít thế? Em ăn thì phải giữ được cái yêu của em với chứ. Không bị ăn ra lại xấu. Các bạn ơi, ăn nhiều thì phải bỏ béo chút béo chíu này. Ôi, anh em mình đi ăn. Vâng. Mấy đứa ăn gì nào? Cháu 3 cốc trà sữa, 2 cốc trà sữa, 1 cốc kem và 2 cái đùi gà. Được rồi, đợi bác một tí nhá. Đây, của các cháu đây. Chúc các cháu ngon miệng nhá. Cháu cảm ơn ạ. À. Cái này không? Em ăn. Em ăn cái này cơ. Anh bóc cho. Anh thật đấy. Anh thật đấy. Mặt tí nữa thì bị người ta lợi dụng. Nhưng cũng may là ở trường
các thầy cô giáo đã dạy cho con cách phòng chống bị xâm hại thì con mới thoát đấy nè. Con không sao là tốt rồi, lần sau con hãy nghe lời mẹ hơn nữa nhé. Vâng. Các bạn ơi, nhớ nhé, đừng như tớ, đừng bao giờ nhận quà của người lạ này, đừng đi cùng một mình với người lạ vào chỗ tối này, không được cho người lạ động vào chỗ gì nhỉ? À không, chỗ vùng kín, các bạn cứ hiểu chỗ vùng kín là gì rồi nhé. Nếu khi các bạn gặp trường hợp như vậy, thì các bạn nhớ nói với ông bà, bố mẹ, hoặc thầy cô và những người yêu thương chúng ta nhé, các bạn nhớ nhé. Xin chào.